Đây là mặt sau khi tôi đã hoàn thiện này. Các bạn xem. Hai đầu vào của biến áp thì chúng ta sẽ kết nối vào hai cái điểm này. Một bình ắc quy 45A giờ. Đầu ra là không tải. Dùng một cái oscilloscope mini. Đây, hai nút nhấn on off này. Vậy tôi sẽ bật lại cho bạn xem. Đây, các bạn thấy nha, bây giờ hiện tại là không tải nha. Chúng ta xem dạng sóng này. Gần 50 Hz các bạn, và sóng sin rất là đẹp nha, không tải nha. Tiếp theo chúng ta sẽ test với cái dạng sóng là một bóng đèn sẽ đốt 100W thường trở. Rồi đèn nó sáng này. Các bạn thử xem dạng sóng ở đây nhé. Xem tại đây. Vẫn không bị mé nha các bạn, sóng sin rất là đẹp nha. Tiếp theo chúng ta sẽ coi cái dạng sóng với tải là một cái quạt. Quạt này công suất là 45W. Đây số tôi đã bật sẵn rồi. Chúng ta sẽ bật lên. Quạt quay được nhé các bạn. Sống mà rất đẹp nha. Quạt đang quay nè. Chúng ta sẽ kết nối thêm một cái bóng đèn sợi đốt. Với công suất 100W này vào là tổng công suất 150W. Xem thử nó có bị méo tín hiệu không nhé. Đèn sống nè. Vẫn y như vậy nhé các bạn. Đèn sống rất là đẹp. Trong mạch này chúng ta sẽ dùng là 4 con MOSFET IRF 305. Ngoài ra chúng ta sẽ cần hai con IC để lấy MOSFET chuyên dụng. Đó là con IR210, các bạn sẽ dùng IR213 đều được. Và cái con điều khiển ở đây chính là con Itanium 13. Rồi, bên dưới thì chúng ta có chỗ để phủ đồng dòng được tốt hơn. Còn đây là cái biến áp công suất 500W tôi tháo từ nguồn UPS. Nó chỉ có hai đầu vào và hai đầu ra thôi. Giờ to này. Đây là hai đầu vào. Giờ này hai đầu ra. Trong phiên bản lần trước thì tôi xài loại có 3 dây có điểm giữa, tuy nhiên hôm nay chúng ta chạy cầu H nên chúng ta chỉ cần có hai đầu vào thôi. Bạn thấy xem qua. Để hiệu chỉnh cho cái mạch này thì chúng ta chỉ gắn mỗi con IC là M358 thôi. Hai con driver chỗ này và con ATM 13 chúng ta không có gắn nha. Chúng ta sẽ sử dụng một cái nguồn bên ngoài với điện áp là 10,5V. Đây, 10,5V. Chúng ta sẽ cắm vào trong mạch. Cắm vào đây. Đầu tiên chúng ta sẽ nhấn và giữ cái nút on này, sau đó bật cái biến trở để cái đèn này sáng lên. Đó, đèn sáng lên rồi, chúng ta sẽ buông cái nút này ra. Bạn xem là đèn sáng rồi nè. Chúng ta chỉnh ngược lại và nhẹ nhàng thôi đến khi đèn tắt là xong. Rồi, như vậy là xong rồi. Bây giờ điện áp ở dưới 10,5V thì mạch này sẽ không bao giờ hoạt động được.